Ok các bạn, máy nén khí siêu rẻ 30 lít giá chỉ hơn 1 triệu đồng. Anh em hãy cùng mình mở ra xem bên trong nó sẽ như thế nào, hoạt động có ok hay không nhá. Ok các bạn nhá, đây. Trời hơn 1 triệu mà nhìn chất chất phết đấy anh em ạ. Đấy. Con này nó chỉ có một van đầu ra thôi nha các bạn, chỉ một van đầu ra thôi. Đấy. Nhưng mà nói chung là với mình thì mua về gọi là dùng cho gia đình thôi. Dùng thổi bụi các thứ các bạn. Đấy, có máy hút bụi rồi này thì đầu tư thêm một con máy thổi bụi các bạn nhé. Đấy, các thứ van an toàn này các bạn. Con này là máy không sử dụng dầu các bạn nhé. Thì trên thị trường hiện tại thì nó sẽ có hai loại máy ấy, các bạn, máy nén khí này. Nó nói chung là rất là nhiều dòng nhưng mà nó sẽ có hai loại. Một là loại có dầu và một cái loại là loại không dầu các bạn. Thì người ta vẫn đồn là những cái loại có dầu thì nó bền hơn. Nhưng mà mình theo mình thấy thì bây giờ nó cũng như nhau các bạn. Đấy, con này thì nó hay hỏng mấy cái cao su này các bạn. Đấy. Thì cái này thì trên Shopee các thứ nó cũng bán thì có thể dễ dàng thay thế được rồi. Có dầu hay không dầu thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mỗi người thôi. Mình chỉ cần cái loại không khí thổi ra nó sạch các bạn. Để mình nói chung là chỉ gọi là thổi bụi hoặc là thổi những cái bụi trên mạch điện tử các bạn. Thì là không khí nó phải sạch. Nhiều khi là sử dụng máy dầu thì nó khí thổi ra nó có lẫn cái tạp chất các bạn. Đấy. Cái này thì khí thổi ra nó sạch hơn. Đấy. Còn mọi người muốn bền hơn thì chế thêm cái quạt tản nhiệt trên này nhé, cho nó mát hơn. Tại vì máy dầu thì nó có cái chất bôi trơn ấy, thì nó sẽ hoạt động bền bỉ mát hơn. Nên là mấy cái máy công nghiệp thì mọi người hay thường thấy là máy dầu. Đấy, còn mấy cái máy nhỏ nhỏ này thì mọi người sẽ thường thấy là máy gọi là máy không dầu các bạn ạ. Đấy, máy dầu thì nó phải sử dụng, nói chung là nó cũng cầu kỳ hơn, phức tạp hơn, nó phải đổ dầu các thứ. Còn với cái máy này thì nó đơn giản hơn và khí nó thổi ra sạch. Đấy, nó phù hợp với nhu cầu của mình. Nói chung là tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người nha mọi người. Nào, con này là máy không dầu. Ở đây thì phụ kiện nó cho mình đây các bạn, hai cái bánh xe này. Nói chung là bộ này chỉ có 1,4 triệu thôi các bạn ạ, 1,4 triệu đấy. Và không có phụ kiện gì nha các bạn. Nói chung là quá là rẻ rồi. Mình mua thêm ít dây các thứ nữa là dùng được thôi các bạn nhé. Bít tông này thì nó sẽ có hai đầu luôn. Quay motor chạy theo hướng nào thì nó cũng sẽ tạo ra được cái lực đẩy để còn đẩy vào cái bình nén nhé các bạn. À, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp vào cho anh em xem nhé. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp vào nha. Đây là cái lọc gió này. Đấy, sẽ lắp ở đây để nó hút gió vào nha các bạn. Đấy, tránh khi mà mình bụi các thứ nó hút vào đây. Đó, nó sẽ gây hỏng máy này. Đấy, lắp bánh xe vào nha các bạn. Ok các bạn, đấy nói chung là rất là nhanh thôi. Vậy là mình đã hoàn thành xong một cái không phải là khâu lắp ráp của cái chiếc máy này. Rất là đơn giản. Trên này thì nó sẽ có một cái van gọi là van tự động các bạn. Khi mà nó đẩy đủ khí rồi thì nó sẽ tự động ngắt nha các bạn. Đây là cái đầu ra này, các thứ này, có đồng hồ này. Đó, nói chung là rất là nhẹ luôn. Đây, model là GT30L. Công suất là 600W nha các bạn, sử dụng điện 220. 110 lít trên phút nha các bạn. Đó. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành test cho anh em xem là bao nhiêu lâu thì nó sẽ đầy cái bình này nhá. Ở đây là nó cái đồng hồ đây các bạn. Đấy, xả hết khí ra nhá. Rồi đóng lại đây, bật công tắc lên này. Rất là êm luôn các bạn ạ, chạy cực kỳ là êm luôn rồi. Phục vụ cho gia đình cái này thì nói chung là quá là ok luôn các bạn nhá. Đấy, đồng hồ nó bắt đầu lên rồi các bạn. Rất là nhanh. Đấy, cái này chắc chỉ tầm vài phút thôi là nó sẽ đầy được các bạn ạ. Máy chạy nói chung là rất là êm nha các bạn. Ok các bạn, đấy rất là nhanh thôi, nó đã bơm đầy rồi các bạn nhé. Bây giờ xịt ra khí là rất mạnh luôn. Máy này đặc biệt là chạy rất là êm các bạn nhé. Đấy, hơi ấm ấm nhẹ một chút thôi các bạn ạ. Đấy, anh em nào mà dùng nhiều hoặc dùng 24 trên 24 thì anh em độ thêm hai fan tản nhiệt vào đây. Là cái fan tầm khoảng 10 hoặc là 20 cm các bạn nhé. Đấy, độ 12 cái quạt 12V vào đây là bao bền luôn. Đó, chỗ này thổi vào đấy cho nó mát thì bao bền. Đấy là anh em nào được sử dụng quá nhiều thôi. Còn sử dụng bình thường kiểu như gia đình thì chắc là cũng không cần đâu các bạn nhé. À, rất là ok rồi. Đó, rất là nhanh. Xả khí ra phù phù luôn các bạn nhé. Đấy, rất là mạnh luôn. Và khi mà nó xuống dưới mức là nó sẽ tự động bật nha các bạn. Đấy, nó tự động nhá. Cái này là cái van tự động nha các bạn.
Ok các bạn, đây vừa chạy ra đầu ngõ mua thêm cái ống ruột gà các bạn nhé. Cái này là 80k thôi. Rồi các bạn nhé. Nói chung là đây là khoảng 6 mét kéo dài ra được. Cái này thì mình gọi là mua cho nó sử dụng thổi bụi thôi các bạn nhé. Đấy, nó sẽ lắp vào đây. Cái này thì họ cho sẵn nha các bạn, máy cho sẵn này. Lắp vào đây. Cái này thì bằng nhựa thôi anh em nhé. Giá nói chung là phân khúc giá rẻ mà nên là không có đòi hỏi nhiều. Nhiều anh em lại cứ bảo cái này nó bằng đồng, anh em thích bằng đồng thì anh em ra mua thôi, nhưng mà cái này cũng không không đắt lắm đâu. Đó. Vào đây. Ok, vậy là mình đã lắp xong rồi. Đây là một cái tay xịt, mọi người có thể lắp trực tiếp cái sùng sơn vào đây cũng được. Nhưng mà sơn này thì gọi là sơn nói chung là ít ít thôi các bạn nhá, chứ sơn nhiều quá là các bạn phải chơi máy lớn hơn. Đấy. Bây giờ thì test thử cho anh em xem nhá, cái đồng hồ nó đây. Đó, rất là mạnh luôn. Đây, mục đích chính của mình mua về là để thổi bụi nha các bạn. Đây, mấy cái bàn phím này các bạn. Bụi nó bám vào rất là khó vệ sinh nha các bạn, nhưng mà có cái này một phát là cực kỳ là đơn giản luôn các bạn nhá. Cái này. Đó, rất là nhanh luôn. Xuống tới mức 60 PSI là cái máy này nó sẽ tự động bật lên nha các bạn. Đó, 60 PSI là nó sẽ tự động bật lên để còn nạp khí. Đến tới 120 nó sẽ tự động ngắt nha các bạn. Bay hết bụi luôn các bạn nhé. Rồi các bạn, rất là ok luôn, phục vụ cho gia đình hoặc là anh em nào mà có nhiều đồ điện tử các thứ hút bụi các trong cái cách các thứ mà nó quá là khó thì chơi cái loại này nha các bạn, xịt bụi đấy, máy ảnh các thứ xịt phát lại như mới luôn nha mọi người. Ok, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong cái video mà hộp review một cái món đồ mà rất là rẻ mình mua trên Lazada nhá. Đó, anh em nào quan tâm tới sản phẩm này thì có thể truy cập vào đường link trong phần mô tả video của mình nhá. Đó, phục vụ cho gia đình thì quá là ok luôn. Đó, chỗ này thì nó cũng khá là nóng các bạn nhá. Đấy, chỗ này là nó là cái nạp khí đấy các bạn. Chế thêm hai cái quạt vào đây nữa thì cực kỳ là bền luôn. Đó, chỗ này hơi nóng nha các bạn. Nói chung là máy nào nó cũng nóng thôi, nhưng mà nhất là với cái máy không dầu thì nó sẽ nóng nóng hơn. Đó, máy này khi mà hoạt động thì nó cũng sẽ có hai quạt ở hai bên nha các bạn. Đấy, hai quạt này ở hai bên. Đó, để quạt làm mát cho động cơ, nhưng mà trên này thì không có quạt này. Anh em nào mà độ thêm cái quạt trên này nữa thì quá là ok luôn. Nó sẽ bền hơn rất là nhiều nhá. Hai bên này.